Tôi bị giết cô. Giết cô. Là cô. Là cô giết cô. Thế bây giờ anh nói là tôi vào bếp để phục vụ vợ chồng anh à? Nhìn rõ cái mặt nhà quê, nó lại định cắm sừng lên đầu con trai mình đây mà. Sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà thôi. Mẹ ơi. Mời mẹ cả anh ăn cơm ạ. Sớm thế nhỉ? Em ăn cơm luôn đi. Em mới vào từ chiều rồi. Có mỗi đĩa gà rán với bữa cơm cúng mà làm nguyên cả một buổi chiều. Đúng là chậm như rùa. Kìa mẹ, vợ con làm từ chiều với cả bao nhiêu món thế này, lần sau mẹ bốn nhanh. Mẹ vào phụ vợ con đi ạ. Anh, cái gì? Tôi nuôi anh bằng ngần này. Để bây giờ anh nói là tôi vào bếp để phục vụ vợ chồng anh à? Tôi cưới dâu về nhà này để phục vụ hầu hạ cái gia đình này, chứ không phải để tôi hầu hạ nó. Mà tôi nói cho anh biết nhé, tôi đồng ý cho cưới là đã tốt lắm rồi. Chứ kinh ngữ nhà quê, chưa học hết cấp 3 thì không có cửa bước nửa chân vào cái nhà này đâu. Kìa mẹ, sao mẹ nói vợ con như thế ạ? Cô là vợ con yêu cô ấy. Bởi vì nhân cách của cô ấy, tính cách của ấy ôn hòa, mẹ còn lễ phép, biết điều với mẹ nữa ạ. Chứ dăm ba cái bằng cấp quan trọng gì hả mẹ? Anh không quan trọng, nhưng tôi quan trọng. Tôi đi ra ngoài gặp bạn bè, người ta khoe con dâu, đứa thì là giáo sư, tiến sĩ, đứa thì là giám đốc, là bác sĩ. Trong khi đó, con dâu nhà mình chán hẳn. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nhìn rõ cái mặt nhà quê. Các anh chị ăn đi, tôi no rồi. Chào mẹ. Lần sau anh đừng nói mẹ như thế. Anh càng nói như thế, mẹ càng thêm ghét em thôi. Anh xin lỗi. Em đã thất bại. Mà mẹ thất bại. Em đã sống biết điều mà có hiểu với mẹ như thế, mà mẹ vẫn một mực không ưng em sao? Không sao mà anh, chắc do mẹ thương hiểu em thôi. Nếu mà mẹ hiểu chắc chắn là mẹ sẽ yêu thương em mà. Có mỗi việc dọn nhà với nấu cơm mà ngày nào cũng chậm chạp. Chẳng lẽ mẹ chồng lại phải vào bếp nấu nướng cho con dâu à? Vâng, em biết rồi. Em tới ngay đây. Em sẽ cẩn thận, sẽ không để phát hiện đâu. Em nhớ rồi. Nó nói chuyện với ai thế nhỉ? Gì mà cẩn thận, gì mà không phải để phát hiện. Chẳng lẽ... Em sẽ mua thêm đồ ăn với cả hoa quả. Đợi em nhá. Trời ạ, dâu mới cho con, nó lại định cắm sừng lên đầu con trai mình đây mà. Ôi mẹ, sao mẹ mới làm gì ạ? Sao cô làm gì mà phải sợ thế? Có tật giật mình à? Tật gì hả mẹ? Mẹ nói gì con không hiểu à? Thế cô định đi đâu à? Tôi tưởng cô có việc phải đi ra ngoài cơ mà. À, con đã không có việc nữa rồi. Thôi con xin phép vào bếp nấu cơm ạ. Đúng là có tật giật mình. Chỉ tiếc là không bắt được thóp nó để nó trối nhanh quá. Được rồi, bà sẽ bắt tận tay mày để xem mày còn trối được nữa hay không. Long, mình nhớ vì cái thương ấy, nó có bồ bên ngoài đấy. Có bồ ấy ạ?
mẹ nói thế nào chứ? Vợ con làm sao mà có bù được? Anh cứ chắc chắn thế đi. Rồi đến lúc ấy, vợ nó cưỡi lên đầu lên cổ đấy con. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi. Vợ con như thế nào con biết rõ mà. Cô ấy là người hiền lành, lại còn rất có hiếu với mẹ nữa. Mẹ đừng có đa nghi cô ấy quá. Thôi, con vào nghỉ đấy. Cái thằng này. Được rồi, mẹ sẽ cho mày sáng mắt ra con ạ. Em ơi. Dạ. Em cho em. Rồi ạ. Đi. Em đã chuẩn bị đủ đồ chưa? Hoa quả bánh kẹo có trên này hết rồi. Đi. Mình tranh thủ đi thôi. Không lát mẹ lại về đấy. Đi. Alo. Dạ vâng. Ba Loan ạ. Sao ạ? Bác nói gì cơ ạ? Mẹ cháu tới nhà bác rồi không nhớ đường về ấy ạ. Dạ vâng ạ. Cháu biết rồi ạ. Cháu tới ngay đấy ạ. Có chuyện gì thế hả anh? Bác Loan, bạn của mẹ, nói với anh là mẹ tới nhà bác chơi rồi không nhớ đường về nhà nữa. Bác bảo mẹ lạ lắm, không hiểu mẹ làm sao ấy. Chết, mình đi đấy mau đi. Xem mẹ thế nào. Đi anh. Đi thôi. Chưa già mà đã lẫn thế này rồi. Cậu là ai? Mẹ ơi, con là con trai của mẹ đấy ạ. Con là cái thằng con trai mẹ yêu quý nhất nhà đấy ạ. Mẹ không nhớ gì ạ? Không, thằng con trai của tôi nó còn nhỏ, nó có 8 tuổi thôi. Cậu không phải là con trai của tôi. Thưa mẹ. Anh vẫn chưa đi làm ạ? Anh chuẩn bị đi làm đây. Vợ này, em ở nhà để ý mẹ một chút nhá. Mẹ lẫn thế này, đừng để mẹ ra ngoài đường. Anh cứ yên tâm mà đi làm đi. Mọi chuyện ở nhà cứ để em lo. Ừ, em đi làm nhá. Cơm con vừa nấu mà, làm sao mà có độc được. Nào, mẹ há miệng ra. Không, tôi phải đợi con trai tôi về. Lúc tôi mới ăn. Không bỏ công nữa. Không. Cô là con hồ ly tinh độc ác. Cô đến nhà tôi để phá hoại mẹ con tôi đúng không? Tôi bị giết cô. Giết cô. Là con. Là con giết cô. Con là con dâu của mẹ đây. Không, mẹ là con trai tôi với con nhỏ. Làm sao mà tôi có con dâu được? Cô là con quỷ cái. Không, đến phá mẹ con tôi. Không, tôi giết cô. Mẹ tôi mình. Mẹ giết cô. Mẹ tôi. Mẹ bình tĩnh rồi. Mẹ ơi. Mẹ là con. Là con đây mẹ. Mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ. Vâng, em nghe đây ạ. Dạ. Em ngủ rồi anh ạ. Sao hả anh? Tình hình căng thẳng lắm á. Vợ em đến ngay. Em không để mẹ biết đâu. Thế nhá. Để rồi xem. Cô tưởng tôi lận thật. Thế nên cô tranh thủ ra ngoài gặp người tình. Lần này thì cô sơ hở thật rồi. Tôi sẽ bắt tận tay cô đang gian díu với người tình. Rồi con trai tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà thôi.
Đứng đi. Là sao lại đâu? Là bà. Sao bà lại ở đây? Mẹ, mẹ sao mẹ lại ở đây ạ? Mẹ, con đã đợi mẹ ngủ rồi con mới đi. Mà sao mẹ? Tôi tưởng cô ngoại tình, cô làm những việc mờ ám sau lưng tôi, thế nên tôi mới phải giả lẫn để hành hạ cô, để bắt quả tang cô ngoại tình. Nhưng mà thật không ngờ, sao cô với con trai tôi lại ở đây? Và tại sao lại có cả ông ta ở trong chuyện này nữa? À, mẹ ơi, thật ra là con với vợ của con vô tình gặp bố trong một chuyến du lịch tại Lào Cai. Lúc ấy nhìn bố tội lắm, bố bị ung thư mẹ. Ung thư á? Đúng vậy. Đây có lẽ là quả báo mà ông trời đã dành cho tôi. Sau khi rời khỏi nhà, tôi mới biết mình bị ung thư. Nhưng mà tôi không muốn quay trở lại, vì sợ làm phiền vị đến bà, đến các con. Sợ làm phiền mà ông còn về đây? Hay là ông về đây ông bệnh tật, ông bắt mẹ con tôi phải hầu hạ ông? Vậy tôi hỏi ông, khi lúc ông có tiền, khi lúc ông sung sướng, thì ông ở đâu? Ông bảo với ai? Tôi xin lỗi bà. Khi tôi rời đi, cái cô gái đó đã lừa tôi mất hết tiền bạc rồi đi theo người khác. Bây giờ tôi ốm đau, không người thân thích. Hôm gặp lại thằng Long, tôi xấu hổ lắm. Tôi định chạy đi thật xa, nhưng mà khi con thấy bố, con rất thương bố mẹ. Con bàn với vợ con là sẽ đưa bố về nhà, nhưng mà con biết là mẹ chưa tha lỗi cho bố. Nếu như mẹ biết chuyện, chắc chắn là mẹ sẽ đuổi bố đi. Cho nên con đành giấu mẹ, thuê một căn nhà cho bố ở, để chúng con thấy nhau chạy qua chạy lại chăm sóc cho bố. Long, con là con của mẹ, là đứa con mà mẹ vô cùng cưng chiều. Tại sao con lại giấu mẹ? Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Dù sao thì bố cũng là bố của con mà. Dù bố có làm sai chuyện gì thì cũng không thể nào thay đổi được cái sự thật đấy. Hơn nữa, bố cũng đã biết sai, cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Ở trong cuộc đời, không ai mà không mắc sai lầm hả mẹ? Bỏ qua cho nhau được thì bỏ qua đi mẹ ơi. Để chúng con đưa bố về, chăm sóc cho bố những ngày cuối đời. Không bao giờ có chuyện đấy. Lúc ông ấy khỏe mạnh, ông ấy có nghĩ đến mẹ con mình hay không? Đến bây giờ ông ấy về đây trong tình trạng bệnh tật, rồi bắt mẹ phải chăm sóc ư? Không bao giờ có chuyện đấy đâu con ạ. Mẹ, tôi xin mẹ, mẹ tha lỗi cho bố đi ạ. Bố bây giờ yếu lắm, không làm được cái gì mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bố thật là tốt, không phiền đến mẹ đâu mẹ. Mẹ, ông ấy không phải là bố đẻ của con, ông chỉ là bố chồng thôi. Hơn nữa, ông ấy không xứng đáng. Con chấp nhận để chăm sóc ông ta hay sao? Con đã làm dâu nhà mình rồi, thì bố của chồng con hay là mẹ con cũng coi như là bố mẹ đẻ của mình. Nên dù là mẹ hay là bố bị ốm đau hay như thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ phụng dưỡng thật là tốt. Giờ con chỉ xin mẹ cho con đón bố về. Mẹ nhớ, để con phụng dưỡng bố thật là tốt. Con cũng muốn sau này chúng con phải nghĩ đã bỏ bố cuối đời bơ vơ một mình mẹ. Con rất thương mẹ mẹ. Mẹ thắng.
Tôi xin lỗi bà, tôi xin lỗi các con. Tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn cả nhà nữa. Thôi tôi đi đây. Bố đừng như vậy mà. Bố nghỉ ngơi đi ạ. Bố xin lỗi con. Mẹ nhỏ. Thôi được rồi, sắp con là đã có làm thì ông cứ về nhà mà ở. Chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua hết. Ông cố gắng mà chữa trị bệnh, sống được với các con ngày nào vui ngày đấy. Còn ông thấy đấy, phản bội vợ con, có ai có kinh kết của hậu đâu ông. Tôi xin lỗi bà, tôi cảm ơn bà. Bố xin lỗi con. Bố cảm ơn các con nhiều lắm. Thế là gia đình chúng ta đã được đoàn tụ rồi. Bố ơi, mọi chuyện đã qua rồi. Bố để chúng con đưa bố về nhà, chúng con sẽ chăm sóc bố thật tốt. Bố ơi, bố cảm ơn con. Dạ. Tôi cảm ơn bà. Mình về thôi bố.